cầm dao sang nhà hàng xóm nói chuyện, bị chém tử vong. Sau khi đi uống rượu về, ông T cầm dao sang nhà hàng xóm nói chuyện thì bị chém tử vong. Ngày 25 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu cho biết khoảng 19 giờ ngày 24 tháng 3, sau khi đi uống rượu về, ông TVQ, sinh năm 1970, trú xóm 2, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, cầm theo một con dao sang nhà hàng xóm là ông Dũng để nói chuyện. Tại đây, giữa hai người xảy ra xích mích, cãi vã. Trong lúc mâu thuẫn, ông Dũng đã cầm dao chém hàng chục nhát vào người ông Quy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.